Đội tuyển bơi liên tiếp mang 3 huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam. Kim Ngư Danh Hòa và Đỗ Thanh Hải đã thi đấu ấn tượng để liên tiếp mang về 3 huy chương vàng cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 12. Trong sáng mùng 5 tháng 6, đội tuyển bơi đã mở hàng cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bằng 3 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu chính thức thứ hai tại ASEAN Para Games 12 tổ chức tại Campuchia. Kim Ngư Danh Hòa đã thi đấu xuất sắc để giành 2 huy chương vàng trong buổi sáng mùng 5 tháng 6 ở các nội dung 200m tự do nam S4 và 50m x nam SB3. Ở nội dung 200m tự do nam S4, vận động viên Danh Hòa đã đánh bại các đối thủ đến từ Myanmar và Indonesia để giành huy chương vàng. Danh Hòa kết thúc bài thi với thời gian 2 phút 26 giây 263, bỏ xa Nojin, Myanmar, 3 phút 55 giây 37 và Samson Abraham Situmorang, Indonesia, 3 phút 57 giây 85. Còn ở nội dung 50m x nam SB3, Danh Hòa về nhất với thời gian 49 giây 33. Bỏ xa người đồng đội về thứ hai là Hà Văn Hiệp, 1 phút 1 giây 44. Cùng với Danh Hòa, Kim Ngư Đỗ Thanh Hải cũng giành được huy chương vàng sau khi về nhất nội dung 50m bơi x nam SB5 với thông số 41 giây 86. Với thành tích của Danh Hòa và Thanh Hải, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 10 huy chương vàng tại Para Games 12. 7 tấm huy chương vàng trước đó thuộc về Võ Huỳnh Anh Khoa, Vi Thị Hằng, 2 huy chương vàng, Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng và bộ tứ Võ Huỳnh Anh Khoa, Quách Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Thiết và Nguyễn Hoàng Nhã, 4x100m tự do. Như vậy, tính đến 11 giờ ngày 4 tháng 6, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 21 huy chương vàng, để tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai bảng tổng sắp huy chương Para Games 12.